cho tất cả các bạn. Video sau đây xin chia sẻ đến tất cả các bạn có nhu cầu nuôi heo. Đối với các nhà hàng, quán ăn nhỏ lẻ, nếu các bạn thật sự có nhu cầu kinh doanh về loài heo đồng bào này, mục đích là sử dụng những con heo đồng bào này để quay bán, hoặc là đối với những anh chị thích những con heo này để phục vụ nuôi gia đình, các anh chị có thể vui lòng liên hệ qua chúng tôi để có thể có được những con heo đồng bào chất lượng, những con heo thuần chủng được chính tay người dân tộc nuôi. Quý anh chị có thể liên hệ qua chúng tôi 0938 897 099 hiển thị trên màn hình video. Quá trình bắt heo của chúng tôi đã xong, tiếp đến là chúng tôi sẽ bỏ heo lên xe khách. Chúng tôi sẽ giao tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Nếu như các bạn thật sự có nhu cầu mua số lượng từ 4 con trở lên, các bạn đang nhìn thấy thì những rò heo này là có chứa là từ 4 cho đến 5 con. Chúng tôi sẽ giao cho xe đến tận nơi cho các bạn để được chúng tôi tư vấn trước khi mà các bạn thật sự có nhu cầu mua lò heo này. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Các bạn thật sự muốn tìm hiểu loài heo đồng bào này, có thể là các bạn bấm like, đăng ký kênh để theo dõi những đoạn video tiếp theo của chúng tôi.